Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay em sẽ lên một số cái combo loa cũng như là âm ly cho anh em. Đầu tiên là cặp loa Kenwood của đây là NLS 7 Pro nha. Đây là một trong những dòng loa lai giữa dòng mini và dòng chung, và chiều cao của nó lên tới là 31cm nha. Size cũng rất là to và trọng lượng của mỗi loa là 5,2kg một loa. Và loa nó sẽ sở hữu một loa bass là 12cm và củ loa nó rất là to, củ loa bằng mặt loa luôn 11cm nha. Và bên trên này thì nó sẽ sở hữu một cái loa chép kèn nha, một cái cấu hình rất là to cho một cái cặp loa dòng chung. Trong này thì nó sẽ đánh bass rất là lực nha, bass ấm và chép nhuyễn, chép sáng nha. Chiều ngang của nó là 15.5cm và chiều cao 31cm và chiều sâu là 24cm. Công suất là 40W. Rồi, về hình thức của nó là còn khá đẹp nha. Đây là cái lưới của nó đây, Kenwood nha. Chừng ngay cần con đấy, còn rất là đẹp. Đây. Rồi, em sẽ test chất âm của nó cho anh em. Chất âm của nó đánh rất là quy lực nha, có thiết kế lỗ thông hơi, chất âm nó rất là thoát nha. Số series của nó là trùng series luôn nha, công suất là 40W, đánh rất là khỏe nha. Trùng series cặp loa bắp chuối màu vàng cao cấp luôn nha. D50 cặp loa Kenwood K7 Pro thì em sẽ bán với giá là 1.700.000, giá không gồm phí vận chuyển nha. Hình thức đẹp góc cạnh hết luôn nha. Đây, cặp này thì em cũng đã về khá là nhiều đây. D50 Onkyo. Hình thức của nó đây, Onkyo D50, công suất là 80W. Trở kháng lo là 8 ohm, 90 dB, made in Japan không nha. Rồi, em sẽ đấu lo từng cái đây. Và lo về cũng đẹp góc cạnh luôn. Góc cạnh là đẹp hết luôn nha. Cặp này thì cũng là trùng series luôn, 80W. Cặp này anh em có thể sử dụng để làm loa trở lời nè, loa vệ tinh rất là hay nha. Hình thức đẹp. Mấy cái thứ của nó thì nó bị cong do vận chuyển thôi. Anh em mở những cái con ốc phía sau ra và ta sẽ gọ lại cái lưới cũng được nha. Lưới bằng kim loại dễ dàng xử lý nha. Rồi, đâu vậy? Con này thì nó sẽ có thiết kế những cái bát đeo ở phía sau nè. Anh em có thể dựng nó theo hai chiều, một chiều đứng cũng như là một cái chiều nằm nha. Hôm nay em sẽ lên một vài cái cặp loa Bookshare Mini anh em sử dụng để làm trả lời nghe nhạc trong phòng ngủ, ok hết luôn nha. Rồi, đấu loa xong.
về thông số của loa Onkyo D50, giá xuất xưởng của nó là 24.000 yên. Nó sẽ sở hữu một cái loa bass là 12cm và một cái loa chép nha. Loa chép của nó là chép đơm 3cm, trở kháng loa là 8 ohm, công suất là 80W, độ nhạy 90 dB, trọng lượng là 2kg một loa, chiều rộng của nó là 250mm, chiều cao 160mm và chiều sâu của nó là 167mm. Rồi đó là thông số của cặp loa Onkyo D50. Và cặp này thì em sẽ bán với giá là 1.500.000 nha. Rồi tiếp theo là một cặp loa tăng noi. Rồi cặp này xong nha. Đẹp góc cạnh luôn. Và cái lưới nó cắm vô. Anh em về mở cái ốc ra, sau ra vệ sinh và đẩy nó ra. Vệ sinh là con này đặc khen luôn. Rồi tiếp theo nữa là một cặp loa Uxell đến từ hãng Tăng Noi nha. Đẹp góc cạnh luôn. Tăng Noi Mercury MXR Best in the UK nè. Số series nó là 067. Đây số series là 068 nha. Số series liền kề luôn. Đẹp keng góc cạnh luôn nha. Rồi có cái bát treo ở phía sau, anh em sử dụng để treo tường, ok. Sử dụng làm loa vệ tinh nè, loa nghe nhạc trong phòng ngủ Uxell nha. Đẹp keng góc cạnh luôn. Đây chiếc lưới của nó đây. Của nó rất là mềm mại nha. Và đây là cái lỗ thông hơi, nó còn cả nguyên miếng shop luôn nha. Và cái cặp này thì giá xuất xưởng của nó là 24.000 yên và phát hành vào năm 2001 nha. Sử dụng để làm loa vệ tinh, loa nghe nhạc phòng ngủ là rất ok nha. Rồi nó sẽ bao gồm là một loa bass là 10cm nè, loa chép đơm mềm 2,5cm, độ nhạy là 86 dB, công suất là 70W, trở kháng loa là 8 ohm. Kích thước của loa chiều rộng là 144mm, chiều cao 240mm và chiều sâu là 136mm, trọng lượng là 2,5kg một loa nha. Rồi loa đẹp long lanh góc cạnh luôn nha. Đẹp keng luôn, Tăng Noi một trong những thương hiệu audio nổi tiếng nha. Dòng loa thương hiệu high-end luôn. Rồi với cặp loa Uxell Tăng Noi thì em sẽ bán với giá là 1.800.000 nha. Giá không bao gồm phí vận chuyển. Rồi và ở phía dưới này thì đó là chiếc Amly xăng xui model là AU Alpha 555VS. Con này thì nó sẽ có thiết kế là mặt gương bóng piano cực kỳ sang trọng luôn nha, mà rất là đẹp. Rồi nó sẽ có chức năng là chỉnh loa A, B, A cộng B, là chỉnh bass, chép, ba lăng, tone, tắt mở, có low net đầy đủ luôn. Volume. Rồi con này giá xuất xưởng của nó là 69.800 yên. Công suất ra loa ở loa 6 ohm là 90W một kênh nha. Điện áp 100V và công suất tiêu thụ điện là 175W. Kích thước của âm ly là chiều ngang 430mm, chiều cao 160mm và chiều sâu là 390mm, trọng lượng là 11kg.
máy đẹp góc cạnh và hoạt động hoàn hảo nha. Rồi con này thì nó sẽ đánh là 4 sọt hang to. Rồi mặt trước cực đẹp luôn. Rồi nó có thêm chức năng processor, thì đây là chức năng để anh em có thể sử dụng nó để làm rê và men nha. Khi mà ta bật cái công tắc lên nha. Processor của nó đây. Điện áp 100V, công suất là 175W. Dòng này thì nghe nhạc là cực sáng luôn nha. Rồi với con ly Sansui AU Alpha 555 VS thì em sẽ sale giá tốt luôn cho anh em, 2.600.000 nha. Rồi bây giờ thì em sẽ thêm lên một cái cặp loa nóc luôn cho anh em. Rồi đây là cặp loa nóc trong cái bộ dàn Kenwood nha. Và cái model của nó là Oni A5 nha. Cặp này thì nó sẽ bao gồm là một cái loa bass ở phía dưới này và một cái loa chép ở phía trên nha. Nó sẽ bao gồm cả một cái adapter nè, adapter zin của Kenwood nè. Và adapter này thì nó sẽ cấp điện cho cả hai bên, và tín hiệu anh em lấy tín hiệu cấp vào hai bên nha. Và ta có thể sử dụng nó như là một cái cặp loa trả lời bên ngoài riêng biệt nha, không có liên quan tới bộ dàn nha. Nhấn tắt công tắc này và nhấn lên, và đây là công tắc kim cái volume luôn nha. Rồi hoạt động tốt hết nha. Và cặp này thì em đã thay viền rồi, anh em về an tâm mà sử dụng nha. Đa số cái cặp này về là nó bị một cái viền cái lo bên trong nè. Cái lo này thì nó tầm là bass 12cm. Và đây là lo toàn giải nha. Và phía trên này nó sẽ có thêm một cái lo chép nữa, nên chất âm nó rất là hay. Và đây là bằng kim loại nè, rất là nặng nha. Kenwood nè, Oni A5 DC 13V 10W Made in Japan nha. Cặp loa nóc trong cái bộ dàn cao cấp của Kenwood nè, anh em có thể đặt trên cái bộ dàn của mình chơi nhạc trực tiếp rất ok, cũng như là sử dụng để làm loa vi tính nè, lắp thêm bộ Bluetooth để làm loa Bluetooth cũng rất là ok nha, kiểu dáng cực đẹp luôn. Rồi đây là chiếc loa còn lại đây, hình thức cũng khá là đẹp nha, có cái lọ ốc luôn nè, lọ bass nè, anh em sử dụng lắp thêm cái bass nè, Kenwood nè, Oni A5 volume tắt mở nguồn. Đây là cái jack DC 13V đưa vào nè, cái cổng tín hiệu đưa vào nha. Rồi cặp này thì nó rất hiếm có về có luôn cái cục adapter này nha. Đây là adapter zin của nó đây, adapter zin của Kenwood nè, Made in Japan nè. Nó là 13V DC nha, 650 mA nhân cho hai bên, cả hai bên, và nó sẽ chia ra làm hai đầu nè. Đây là một bên cho một loa nè. Và bên đây mình tháo ra đây. Đây là hai đầu, nó ra sẵn hai đầu DC luôn. Anh em cắm trực tiếp vào, cái này là zin theo bộ dàn của nó luôn. Rồi đi dùng luôn cả một cái combo này nha. Rồi với cái cặp loa nóc Kenwood đẹp long lanh, hoạt động tốt nha. Và cặp này thì em sẽ bán với giá là 1.900.000, giá không bao gồm phí vận chuyển. Rồi như vậy là em đã lên là vài cặp loa nóc. Rồi tiếp theo em sẽ lên một cái cặp loa vi tính đến từ hãng Onkyo luôn, lo sử dụng để làm lo monitor, lo kiểm âm có cổng quang luôn nha. Rồi đây là cặp loa kiểm âm Onkyo nha. Onkyo model của nó là GXD90. Con này thì nó sẽ có cổng quang nè, cổng analog nha. Và đây là cái công tắc để chuyển analog hoặc là digital nè, chỉnh được bass chép nè, volume nè, cắm điện trực tiếp nha. Và nó sẽ có dây tín hiệu truyền từ cái loa chính qua cái loa phụ nha. Bass này là bass 10cm nha, bằng loa bằng đặc biệt nha, chép mũi nhôm 2.5cm. Công tắc chuyển analog, digital, chỉnh bass chép, volume nha, chơi trực tiếp luôn, có công suất đầy đủ nha, có bộ dây mã DAC luôn, anh em sử dụng để làm loa monitor nè, loa nghe nhạc phòng ngủ nè, rất ok nha.
Rồi loa vi tính nè, đây là cái lưới của nó đây. Một lưới nha, có chân gãy bên trong đây. Một lưới đây. Rồi em sẽ bật cái công tắc là chuyển qua là chế độ là analog nè. Chơi nhạc analog nè. Đây là loa phụ của nó là 4 ohm nha, và nó sẽ kết nối qua loa bên đây 4 ohm. Model của nó là GXD90, GXD90 điện áp 100V công suất 34W. Rồi cổng cổng quang nè, tín hiệu từ Smart TV xuống nè, chơi trực tiếp nha. Có thể lựa chọn là cổng quang hoặc là cổng có show nè, cổng analog nè. Con này có rê sub luôn nha, anh em kết nối với sub thì ta có thể chơi như là một cái dàn âm thanh lớn nha. Thiết kế là cực kỳ nhỏ gọn luôn, chiều cao là tầm 30cm nè, chiều sau của nó là 20cm và chiều ngang của nó là tầm 12cm nha. Có thiết kế lỗ thông hơi, chép bụi nhôm rất là đẹp nha. Rồi cặp này thì em sẽ bán với giá là 1.800.000, giá không bao gồm phí vận chuyển. Anh em sử dụng để trưng bày phòng khách, phòng ngủ, nghe nhạc, phòng vi tính rất ok nha. Rồi anh em lựa chọn được combo loa âm ly bộ nào thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.